Trà thanh nhiệt đốc nội thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Phương Khánh và Bá Vương. Oh my god. Sau khi diễn xong ngày hôm nay rồi thì em hối hận vì em đã chọn anh Vương. Tại vì em nghĩ là em làm ảnh hưởng đến phần trình diễn của anh Vương. Em cảm giác như mình làm ảnh bị sao nhãng. Tại vì anh ấy lo hỗ trợ cho em nữa. Chúng ta hãy cùng đến với phần nhận xét và công bố kết quả của Bá Vương và Phương Khánh. Nhưng trước hết thì như lúc nãy Gil muốn hỏi suy nghĩ và sự lựa chọn của các bạn thí sinh Phước Trung. Bá Vương và Phương Khánh vào phần trình diễn vừa rồi thì em sẽ chọn ai là người chiến thắng? Cái việc trước khi lên sân khấu Khánh đã gặp những cái chuyện vấn đề về sức khỏe. Lúc ấy chẳng có chọn giày mà ngồi lên nôn liên tục luôn, nôn rồi khóc, nôn liên tục luôn. Phải bình tĩnh vì em sắp thi rồi. Đã bước lên sân khấu rồi thì cái phần trình diễn là cái yếu tố phải đặt lên hàng đầu. Em sẽ lựa chọn anh Bá Vương. Hoàng Phương sẽ chọn Phương Khánh. Bởi vì là với Hoàng Phương hôm nay thì Bá Vương không có gì đặc sắc hơn so với Bá Vương của những vòng trước. Và
dù Phương Khánh gặp phải một bài hát mới toanh và không thể nhớ được lời, mà bạn ấy vẫn đứng đó và hoàn thành đến cùng. Mình vẫn luôn rất ấn tượng với cả giọng hát của Phương Khánh. Cũng không thích phần trình diễn của cả hai luôn, nhưng mà Bá Vương đã làm tốt hơn. Em nghiêng về Phương Khánh. Thật sự chị Khánh là bạn thân của em trong chương trình, nhưng mà nếu mà em là khán giả ở ngoài mà em xem hôm nay các anh chị trình diễn thì em nghĩ là em sẽ chọn anh Vương. Cảm ơn Ngọc Vy và cảm ơn tất cả các bạn thí sinh. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với nhận xét của Rush. Lý do vì sao mà em quên lời lại quên cả bài như vậy? Khi mà em cảm thấy là bản thân mình không thể nào mà thuộc thêm lời được nữa thì em đã bỏ cuộc. Em không cố gắng học thêm để nhớ thêm à. Em có nghĩ rằng là nếu mà em đã bỏ cuộc sớm như vậy thì em đã đồng nghĩa với việc chấp nhận là em sẽ dừng cuộc chơi ở đây ngày hôm nay không? Cái này cũng là lời tư vấn mà anh Phương tư vấn cho em. Là anh bảo nếu như em cảm thấy em không thể nhớ lời thì em hãy feel đi. Và em cũng có cảm giác là em nên feel, nên em chọn phương án đó. Thực sự là từ đầu đến giờ, từ nãy đến giờ em chỉ la thôi. Nhưng mà anh vẫn thấy được tất cả những cái sự mới mẻ của em khi mà em la như vậy. Anh đang không biết rằng là nếu cái sự lựa chọn của anh ngày hôm nay ở trong tiết mục này thì khi tiết mục này chiếu anh có bị chê trách hay không. Nhưng anh vẫn muốn đi theo cái con tim và cũng như là cái suy nghĩ và cái quan điểm của anh. Anh vẫn chọn Phương Khánh trong ngày hôm nay. Bây giờ Phúc vẫn bênh Khánh. Em chưa hề bênh, em vẫn chưa nói một câu nào bênh. Chị vẫn không tin Khánh là một cô gái bản lĩnh. Còn lên sân khấu cái bản lĩnh của em rất bấp bênh. Và một cái câu hát của em ngày hôm nay với Phương, câu phiêu cuối với cả Vương, chị nghe và chị biết lúc tập em đã tốt hơn rất nhiều, đúng không? Nhưng lên sân khấu tất cả mọi thứ tan biến hết, thì chị mới tính đến câu chuyện là tại sao mà bạn lại không hát. Thì mình đang suy nghĩ là bạn bị bất mãn. Nhưng bất mãn làm gì khi mà em đã ở trong cái thế này rồi. Chấp nhận nó và chấp nhận đấu tranh, bỏ cuộc ngay từ đầu đến cuối. Thà em hát sai chị còn chấp nhận được. Phương Trẻ nói hay quá. Phúc và chị cãi nhau hàng giờ, hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Trong khi Kiều Trinh này, ok tư duy được, nhưng mà nghiêng về Phương Khánh nhiều hơn là Kiều Trinh. Tại sao lại không tin em ở các bạn Phương Khánh này nhở? Hai lần này không hề tốt. Để làm được nhiều thứ thì chỉ có Phương Khánh. Hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ để Phúc bảo vệ là sẽ đưa em vào, trong khi chị không tin vào bản lĩnh của em. Cái quan điểm của mỗi người nó sẽ khác nhau, nhưng đối với em thấy thế nào đúng là em sẽ phải nói đến cùng. Cái tiêu chí đặt ra đầu tiên ban đầu là gì? Là tất cả cái tư duy mới, cái chữ mới luôn phải đặt lên hàng đầu. Thì Phương Khánh có được cái điều đó. Thì đó là lý do vì sao mà ở vòng vừa rồi anh mới bảo vệ em. Phúc bình tĩnh nhá. Phúc nghe chị hỏi. Khi mà Khánh biết rằng mình hát không được như thế, biết rằng Bá Vương, bạn ấy đang lo lắng cho Khánh, và bạn ấy còn nhắc bài cho Khánh nữa để Khánh tiếp tục vào câu hát của mình. Nhưng Khánh đã nhìn thấy và không cố gắng. Lên trên khán giả, trước truyền hình, khán giả xem, có phải là em hại Vương không? Một tiết mục dở lên chương trình, người ta đánh giá cả hai em không tốt, trong khi hoàn toàn Bá Vương có thể làm tốt. Có phải là ích kỷ không? Bởi vì sự ích kỷ đấy nên hôm nay chị chọn Bá Vương. Nhưng Vương, em thiếu cái điên của người nghệ sĩ, và cái đó Khánh có. Tìm cách cho nó bật ra đi. Khánh rất đột phá ngày hôm nay, bởi vì khi mà không thuộc lời mà vẫn có thể dùng những cái đoạn feel mà người ta vẫn thấy em ra được cái chất của em. Thực ra khi mình nhận một bài hát mới, em phải cảm được nó trước. Chị không thể tin được rằng là dù một câu hát em cũng không thuộc được. Nãy bạn ấy đã có giải thích rồi. Bạn ấy không thể thuộc hết được cả bài. Và bạn ấy muốn chọn cái cách xử lý rằng là nếu mà đã không thuộc cả bài rồi thì bạn ấy sẽ la hết cả bài. Đừng có nói với chị cái câu là chọn cách la hết cả bài. Đó là cách em giải thích bây giờ thôi. Khi em mất bình tĩnh. Em nghĩ rằng là giải thích bây giờ hay không thì vẫn tất cả cũng là phải bạn đã phải suy nghĩ ngay từ đầu. Làm sao có thể la xong tự dưng bây giờ mới giải thích? Chị muốn hỏi bạn Khánh ấy đã câu. Chủ động và chủ ý là chị sẽ muốn, phải la như thế rồi. Chị muốn hỏi Khánh một câu trước khi phản biện Phúc. Bởi vì chị
muốn mình là một người công bằng nhất, vì đây là cơ hội cuộc đời của bọn em. Có phải là vì em không thích ca khúc này, hay là em thấy nó quá cũ, hay là em thấy nó không văn minh như những gì mà em đang tiếp thu không? Ban đầu thì em không có thiện cảm với bài này, lúc mà em vừa nghe và em vừa nhận lời xong. Tại vì cái lời của nó em cảm thấy nó quá xến và nó không phù hợp với em. Anh biết rằng là tất cả mọi thứ em đều rất là thích, US UK hay là K-pop hay gì. Nhưng cái vấn đề ở đây, em đang ở Việt Nam và tất cả mọi thứ em hát là cho người Việt nghe. Em không thể nào để cái suy nghĩ đó trong đầu được. Một bài hát chán hay một bài hát dở hay một bài hát xến hay là không xến. Khi em nhận được thì cái việc của em vẫn phải làm tốt. Em về tinh khôi không xến. Đây là một bài hát rất hay và hoàn toàn có thể làm mới được. Đấy là chị muốn nhắc nhở cho Khánh. Bá Vương, chị đã tin rằng em sẽ mới mẻ hơn. Em sẽ cho chị thấy sức mạnh của em hơn. Rõ ràng để so với Phương Khánh ngày hôm nay, chị buộc phải nói thật là chị thích chất của Phương Khánh hơn. Nhưng vì sau khi hỏi câu hỏi về tư duy âm nhạc của Phương Khánh, về tất cả những lý do vì sao mà Phương Khánh có phần trình diễn như ngày hôm nay. Con đường chinh phục The Debut không dễ dàng tí nào. Phải tập luyện với điều kiện cực kỳ nóng và khắc nghiệt. Những bữa ăn cay nóng vội vã. Phải thức khuya dậy sớm, chờ tới lượt để bay lên sân khấu. Nhưng mà khi lên sân khấu thì phải tươi tắn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhờ The Debut mình nhận ra rằng Dr. Thanh có thể giúp mình tươi tắn và rạng rỡ. Cái ánh sáng ở trên soi chúng em không cần đâu. Em sáng lắm rồi. Có Dr. Thanh tươi tắn Debut bất chấp nóng trong người. Trà thanh nhiệt Dr. Thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Chị chọn Bá Vương. Như vậy Bá Vương là thí sinh đã chiến thắng. Thôi, về vui nha. Cảm ơn Bauras. Và chúc mừng Bá Vương đã được lọt tiếp vào top 12 của dự án số 1. Còn Phương Khánh, mình dừng chân tại đây nha. Hy vọng là dự án số 1 The Debut sẽ là một cái bài ôm cả trong tương lai của em. Don't forget, you taught me how to do. Những cái nốt cao là chị chỉ em hết nha. Những cái nốt cao là chị chỉ em hết. Sau này nhất định phải chỉ em làm rap. Okay. I love you. I love you too. Cố lên. Em tin anh đó. Thà làm này, hôm nay cũng thua. Kể như mình rút được bài học, nhưng mà cảm giác mình thắng thì kể nên bất công giết hắn. Cho hôm nay mà nếu như cô Rát mà không chọn anh Vương chắc chết. Nếu như chết thì tội lỗi. Quá khắc nghiệt luôn. Không. Hội may mắn dành cho một thí sinh duy nhất trở lại sân khấu dự án số 1 The Debut 2018. Hãy nhanh tay bình chọn cho thí sinh yêu thích nhất trên ứng dụng TikTok. Hãy ủng hộ cho mình trên app TikTok nha. Hãy quên cho mình trong app TikTok nha. Top 3 thí sinh có số lượng bình chọn cao nhất sẽ có cơ hội quay lại. Hãy bình chọn The Debut nhé mọi người. Cổng bình chọn sẽ mở từ 23 giờ ngày 20 tháng 7 đến 12 giờ ngày 31 tháng 7.